Xin chào các bạn quay phim và chụp hình. Hôm nay Sơn muốn giải thích cái sự khác biệt có hai loại đèn để chụp hình sản phẩm. Một là đèn bulb 1 triệu đồng và đèn LED 4 triệu đồng. Trước khi xâm vào cái phần chi tiết của mấy cái đèn này, Sơn muốn giải thích cho các bạn là Sơn sử dụng mấy cái đèn chiếu liên tục, không phải mấy cái đèn flash nha. Giữa bạn dùng Sơn và quay phim và chụp hình luôn, bạn nên xài mấy cái đèn dùng thế này. Đầu tiên Sơn sẽ giải thích kể điểm mạnh và điểm yếu của mấy cái đèn bóng dùng thế này. Điều số 1, mấy cái đèn này thật sự rất rẻ, khoảng 150 đến 250 một bóng đèn tùy theo cái watt của nó. Ở trong tay của Sơn là cái 125W, Sơn mua 4 cái là khoảng 150 một cái là khoảng 600.000. Thêm nữa mình phải mua một cái chui điện giống như vậy để mình gắn mấy cái bóng đèn vào. Cái chui điện này là mình mua khoảng 400.000, là tổng cộng ở đây á là 1 triệu đồng mình đã mua. Điểm mạnh số 2, mấy cái đèn này rất là sáng nha, các bạn nhìn đi, đầu mắt quá. Điểm mạnh số 3, mấy cái đèn này khi nào mình chảy bóng đèn mình có thể mua một cái mới rất là dễ, mình mua một cái mình thay nó vào. Cái đó là ba cái điểm mạnh mình thấy ở trên mấy cái đèn bóng giống thế này để quay phim và chụp hình sản phẩm. Bây giờ Sơn giải thích mấy cái phần điểm yếu của mấy cái đèn bóng này nha. Đầu tiên á là mấy cái bóng này khi nào sử dụng qua một thời gian khoảng 30 phút đến 1 tiếng á, đồng hồ á, là mấy cái bóng này rất là nóng, nó nóng kinh khủng. Sau khi mình xài cái bóng nó nóng quá á, là nó cháy cái bóng. Khi nào cháy cái bóng thì tất nhiên mình phải mua thêm bóng đèn và nó tốn tiền cho mình. Số 2, bạn có thể thấy ở trên cái chui đèn của mình á, mình là có hai cái nút ở đây. Mỗi nút là để mở một cái phần đèn ở trong đây để cho nó chiếu. Mình có thể mở hai bóng đèn ở trong một lúc, hoặc có 4 bóng đèn. Nếu mình muốn chụp một cái sản phẩm hoặc là quay phim một cái sản phẩm và mình cần ít hơn đèn hoặc là nhiều hơn đèn, mình phải di chuyển cái đèn này gần hơn để cho nó sáng hơn, hoặc là mình phải di chuyển nó xa hơn để cho nó yếu hơn. Theo vậy là cái studio của mình cũng phải rất lớn để phục vụ cho cái việc này. Cái đó là cái điểm yếu mình thấy ở trong cái đèn studio bulb này. Và cuối cùng á, một cái điểm mình cực kỳ ghét ở trong mấy cái đèn này á, là nó có cái dụ flickering. Cái đèn này nó chớp nhiều lắm khi nào mình quay phim. Nếu mình quay phim slow motion, mình phải quay phim nhiều frame rate. Ví dụ mình muốn quay 60 frame hoặc 120 frame thì cái này có thể không phục vụ cho cái công việc đó được. 3, 2, 1. Bây giờ Sơn sẽ giải thích về đèn Studio LED hoặc là Studio Spotlight. Kể ở trong tay của Sơn hôm nay là cái NAND LED, nhưng mình có thể xài nhiều cái hiệu khác. Một là Aperture, hai là Godox, hoặc là NAND LED ở đây cũng được luôn. Cái đèn này nó rất nhỏ và mình có thể so sánh với cái điện thoại của mình, hoàn toàn nó gần bằng nhau. Rất nhỏ, rất tiện để xài. Điều số 2, thường ở trong mấy cái đèn LED spotlight nó có mấy cái quạt ở trong đây. Cái quạt nó rất là tiện để cho cái đèn của mình nó không bao giờ bị overheat, nó nóng quá và nó tự động là tắt. Có nhiều đèn nó bị như vậy, nhưng ở trong cái đèn LED spotlight dùng của mình á, nó có cái quạt ở trong là khi nào nó nóng quá nó tự động nó mở lên. Mình có thể xài cái đèn này cho vài tiếng luôn và không bị sao, không ăn thưởng vô cái gì luôn. Cái điều số 3 ở đây á, là thường mấy cái đèn LED spotlight á, nó có mấy cái nút ở đây để cho mình chỉnh được ánh sáng từ 0% tới 100% cái số đèn của nó trong đây. Theo vậy á, là mình không bao giờ cần di chuyển cái đèn của mình. Mình chỉ cần để cái đèn ở một chỗ và mình điều chỉnh cái nút ở phía sau. Điều số 4, cái đèn này nó rất sáng, kinh khủng sáng. Ở trong tay của mình có một cái đèn 60W, nhưng lát nữa mình giải thích cho các bạn nó sáng đến mức độ nào nha. Cái này là cái NAND LED. Bạn có thấy nguyên cái phòng không? Từ một đèn nhỏ xíu như vậy
và nó làm nguyên cái phòng nó sáng giống thế này. Bây giờ xong giải thích cái điểm yếu của mấy cái đèn LED spotlight nha. Thật sự không có nhiều điểm yếu lắm. Chỉ có một cái thôi, cực kỳ mất tiền. Nếu bạn không có đủ tiền để mua được mấy cái này thì Sâm khuyên mình mua mấy cái đèn bóp. Tại vì thường khi nào mình chụp hình hoặc là mình quay phim sản phẩm á, mình cũng cần ít nhất cũng 3 cái cục đèn hoặc là 4 cục để phục vụ cho cái công việc của mình. Nhưng nếu cái này là 4 triệu và mình phải mua 3 đèn 4 cái là tất nhiên mình phải xài 16 triệu, hơi bị mắc á. So với mấy cái đèn LED bulb này á, mỗi một cục đèn nó chỉ tới ra khoảng 1 triệu đồng thôi. Và nếu mình cần mua 3 đèn 4 cái là mình chỉ mất 4 triệu đồng. Cái nào đáng hơn? Nó tùy công việc của bạn. Bạn có chụp hình và quay phim luôn không? Hoặc là bạn chỉ chụp hình. Hết cái này mình phải suy nghĩ trước khi mình đầu tư vô mấy cái đèn. Xong cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu bạn muốn xem mấy cái video giống thế này và tìm hiểu và học hỏi thêm, bạn nên like, subscribe và chia sẻ cái video này để ủng hộ Xong. Cảm ơn các bạn. Bye bye.